Rồi cả nhà ơi, Công chào cả nhà nghe. Thì Công hôm nay Thành Công cũng chia sẻ cho cả nhà là lộc Thành Công nó rút gì rồi. Chia sẻ tất cả anh em. Giờ vòng vòng đây là Thành Công rút về gần chỉ gần 200 mm 200 cái đó cả nhà. Nè, con lộc này tản thằng không cả nhà. Thì hôm nay Thành Công cũng chia sẻ với cả nhà đóng lộc này rồi thì Thành Công cũng đi thăm với anh Bảy cả nhà. Thăm sao hè anh Bảy hai mấy cái gì nữa cả nhà. Thành Công bữa nay cái vỏ bên đây Thành Công không có chạy vỏ qua bển, đi qua đường bển qua xe rồi lấy cái xuồng đó cả nhà, cái xuồng cũ của Thành Công á, đi thăm có hai mấy cái à. Thành Công luôn chúc cả nhà luôn làm ăn thuận lợi nha, cùng nhau chống những cái ngày mà giãn cách xã hội này, cũng không bao lâu có vaccine rồi cả nhà ơi. Thành Công cũng mong gần hết dịch cho cả nhà mình được làm ăn luôn thuận lợi lại, chứ giờ Thành Công cũng không biết sao cả nhà. Cái cam của Thành Công nó hơi mờ cả nhà, hai ổ gà Thành Công đẻ hết đồ nghề của Thành Công tứ văn. Cái máy cả nhà, qua bển thì bơi xuồng chứ không có chạy máy, bơi ra sau hè. Đồ nghề của Thành Công bán tùm lum xe như lòng chuột hồi đó, ngoài đó con đóng bẫy nữa cả nhà, thấy không cả nhà. Thành Công cũng chuẩn bị đi. Thành Công cũng chia sẻ cho cả nhà là Thành Công đã rút lợp gì nữa, chứ Thành Công cũng không có vi phạm ta mà đặt tùm lum đâu cả nhà nha. Cả nhà bữa nay theo chân Thành Công coi Thành Công thăm hai mấy cái bẫy này coi được nhiêu nha cả nhà. Ừ mà Thành Công cũng quên nữa, thì anh em có hỏi Thành Công là đặt bẫy gắn có thuốc, bỏ thuốc không, Thành Công nói rằng là không cả nhà, tại vì Thành Công cầm câu thì bằng thuốc cho nó mau, còn đặt bẫy mình đặt thuốc là mình mắc cái chỗ đặt, mình không có biết con gắn nó còn hay hết nghe anh em. Thành Công vậy thôi, Thành Công bắt đầu qua anh Bảy đi thăm rồi cả nhà. Ôi bữa nay coi được ký 2 ký gì không, ổng gà Thành Công cũng chúng chúng lại không mà gắn không có gắn khủng cả nhà. Rồi, cùng đi với Thành Công rồi cả nhà. Đây con cái nha cả nhà. Chín cả nhà. Để nó gắn cả nửa ký nha cả nhà. Không cái đầu bị bẫy tặc lắm rồi. Cái đầu bị người ta lấy. Cái thứ hai dính được con cả nhà. Cái đầu mình tính quay mà lại chiến trường ta phát chống lỏng chứ. Chỗ đó không hay mắc hai cái đó cả nhà. Chỗ mà mới rồi mắc cái lợp á. Nhẫn nó hay thiệt. Trời mưa cả nhà ơi. Nhà nè. Con cá tố lưới một. Cũng con gắn đầu tiên luôn cả nhà. Hôm nay được 4 5 con gì cũng được. Còn gắn này nửa ký không ơi. Cái này từ nửa ký. Vậy tới cổ luôn. Im cả nhà. Thì cũng tốt. Mà mắc cái bẫy đầu tiên thấy buồn nha cả nhà, tính lại mà mắc bẫy cái lại cái này dính liền cũng được, cũng lấy được được tiền cái bẫy cả nhà. Rồi anh thăm tiếp cả nhà, trời mưa rồi. Đây con cái nữa nha cả nhà. Không dính luôn cả nhà ơi. Cái này sao meo quá cả nhà. Thăm mấy cái này chắc ben quá cả nhà, chắc được con một quá. Rồi đó máy thăm tiếp cả nhà. Đây là con cái nha cả nhà. Nãy giờ dính con một cả nhà. Dính con kẹt đầu nữa, mình có quay nữa. Kẹt đầu tí xíu xíu. Cái này chắc khắc quá cả nhà. Ủa dính không ngựa cả nhà. Trời ơi, chừng 300 gram cả nhà. Để cho anh Bảy bắt cả nhà. Mình xuống mình lấy cái túi lưới lên. Ủa lấy mấy bọc lúa lên cái vô lợp này, quên lấy bọc lúa rồi nha cả nhà, dưới xuống. Đây con cái nha cả nhà. Đó có lợp chỗ cái ống bọng che lại đó trời. Cái lưng không nè. Chết chuột cả nhà, dính cả nhà.
Đây mình có một cái nha cả nhà. Chết rồi cả nhà ơi. Nãy giờ có ba gắn chút xíu mà. Gì? Chín rồi hả? Vô cả nhà, như vậy nó gắn ngon lắm. Ôi trời. Đó ta. Cả nhà, nó chu mỏ nè cả nhà. Hung miệng cái bây giờ à, tao hết gạo rồi nghe. Con gì nãy đó, con gì này 400 g nửa ký. Con hổ ngựa mini, con hổ hành mini. Con này cũng ngon cả nhà. Rằm tháng 7 người ta còn cho gạo ăn, rằm này người ta không có cho cả nhà ơi, đói lắm thôi. Bự chứ. Gần nửa ký rồi mày. Nửa ký xiềng chứ gần gì, gắn nửa ký xiềng. Ngon cả nhà. Gắn thứ tư nữa cả nhà. Làm tiếp cả nhà ơi. Mưa bão dầm mưa dãy nắng đi mà không có gạo ăn, nó về vợ con nó được không cho vô nhà cả nhà. Nhà xem video thấy hay nhớ like kênh, đăng ký kênh ủng hộ mình cả nhà, ủng hộ để mình có động lực làm video tiếp theo cả nhà. Đăng ký kênh là hoàn toàn miễn phí cả nhà. Mình đi thăm tiếp cả nhà. Mình có một cái nữa cả nhà, cái này kỳ gọi dính hổ ngựa cả nhà. Không biết sao. Ồ, chuột chạy ra. Còn chuột cả nhà. Còn dính cả nhà. Cho nó bịch lúa luôn, đặt lại luôn. Sửa dẹo luôn hết mẹ. Lại sửa dẹo luôn cả nhà. Đây mình có con cái cả nhà, đâu đó anh bé à. Ừ, thuốc chứ đó. Có cây chuối dằn lên đó thấy không? Nè. Bể nó dính cả nhà này. Gì đụng thấy gì chứ chết à, thôi khỏi về nhà luôn à. Ủa, cái đầu nó bự cả nhà. Tìm người cả nhà. Gì là mừng nha cả nhà. Giá được 5-7 con nữa cũng được. 5-7 con nữa là thằng kiếm chục ký gạo khỏe cả nhà. Chung mằng mướn giờ cũng bập bênh lắm cả nhà ơi. Ngày mằng ngày không. Lợp cũng vậy, khi mắc quá trời cũng buồn. Nãy giờ nó chơi với mắt 6 cái lợp đó, tại nhiều mắt hoài mình khi mình nói trên đây than thở hoài cũng vậy cả nhà. 600 g. Tới, chú yếu chút. 58 hả? Không im nha cả nhà. Dính hơi ít dính mà dính một cắn bự bự không cả nhà. 5 con cả nhà. Rồi nốt máy thăm tiếp cả nhà. Bột cũng nặng nặng nha cả nhà. Không có gió lắm đâu, biết sao đây. Còn cũng vài cái nữa cả nhà. 5-7 cái, 10 cái gì nữa. 10 cái, mười mấy cái mình cũng mới nhớ nó biết thì cũng khùng luôn cả nhà. Mắt cứ từ lưa từ la hết trơn hết cái đường. Không tiếp cả nhà. Đền con cái nữa nha cả nhà. Thay đơn giản quá cả nhà. Đấy, thăm ơi. Còn chuột đó. Còn chuột cả nhà ơi. Mình thấy không dính nè. Đây mình có một cái nha cả nhà. Bờ hết cái ngon cả nhà. Dính nè cả nhà. Bự nhỏ. Bự hơn đấy. 300 ngoài. 300 g cả nhà. Cả nhà. Làm đá không? Bắt luôn cả nhà. Nặng quá. Lắp chiếc này chiếc nữa chứ không còn nhiêu lọt đó cả nhà. Đổi nghề luôn. Đi Bình Dương bán nước tương luôn. Dịch gà tứ văn chứ sao đi Bình Dương bán nước tương được đây cả nhà. Không biết sao đây. Không biết chừng nào mới hết dịch cả nhà ơi. Mình bỏ vô ốp máy đặt lại luôn cả nhà. Đây có con cái nha cả nhà. Ừ.
hết 7 giờ tới nhà cả nhà ơi. Lúc sau này trời mưa quá trời mưa rồi mình cũng không có quay được cả nhà, mà cũng không có dính con nào luôn cả nhà. Cả chục cái không dính một con, chết chuột xịt trơn. Cái này cũng được nhiêu này cả nhà. Điều gắn ngon ngon không? Cũng được. Kệ, nhiêu ăn nhiêu chứ nghe bà cậu mà biết làm sao giờ cả nhà. Mình căng thử cái nè. Chào mày. 2,6 cả nhà, còn 2,5 à. Này thắt thu quá. Nó chứ 2,5 này cũng có tiền cả nhà, gắn bự bự không? Làm cái gì cũng khi trúng thì thắt chứ đâu có trúng hoài đâu cả nhà ơi. Nó vòng vo hoài. Mình cũng kết thúc buổi thăm bẫy hôm nay cả nhà. Chúc cả nhà ngày mới thật nhiều sức khỏe nha và thành công trong cuộc sống nha. Hẹn cả nhà ở video tiếp theo cả nhà. Chào cả nhà nha.